Sau 14 ngày cách ly, hôm nay ngày 30 tháng 6, đội tuyển Việt Nam đã được về nhà và tiếp tục cách ly tại địa phương. Nếu như lúc di chuyển vào khách sạn cách ly, dàn cầu thủ phải mặc quần áo bảo hộ kín mít thì khi rời đi, họ chỉ cần phải đeo khẩu trang. Riêng cầu thủ Tiến Linh, anh chàng được cả gia đình lên tận khu cách ly hộ tống về. Lần này không chỉ có bố và em trai mà mẹ Tiến Linh cũng xuất hiện. Chàng cầu thủ đã ngay lập tức ôm mẹ cực tình cảm tiến linh ông mẹ cực tình cảm clip cả gia đình tiến linh lên đón con trai hoàn thành cách ly bố mẹ tiến linh tiến linh cùng gia đình lên xe về nhà gia đình tiến linh đang đợi con trai chiếc mẹ của gia đình đổ trước cổng khách sạn